Từng môn được không? Phải công nhận cơ quan mình toàn thằng đẹp trai. Thế mày lấy vợ thì phí quá. Đại ca ơi, thế tỉ dụ như là Chicago như em thì có xét được vào diện đẹp trai không ạ? Ôi rồi, này này, vẩu thì cứ nhận luôn là vẩu này, còn tí cả vâu, nghe nó tay mà, thi điện. Này thằng chó này nhá, mày đừng có cạnh khóe nhá, bố phải cắn chết. Mày muốn không? Đại ca ơi, em ngứa con mắt bên phải mà lại chột con mắt bên trái, thế có được xếp vào diện đẹp trai không ạ? Nói là cái thằng này đẹp nhất cái mắt thịt, nếu không có cái pha thịt, vứt luôn cái mặt. Cái pha thịt của thằng này đẹp không kỳ mét luôn. Bố mày xịt nhá, còn đẹp gấp ngàn lần cái thằng chín mũi chín mồm nhà mày nhá. Làm sao? Làm sao? Mày làm sao? Tung bột hai cái thằng này. Đây là cơ quan chứ phải là cái chợ không? Em nói thật với đại ca nhá, nếu không có cái thằng thịt pha này nó ngáng bằng em thì em đã đớp luôn con Xoan từ ngay cái hồi con nụ nó bỏ em ấy. Bố mày vào con Xoan trước nhá. Tối hôm đấy ở bụi chuối, nếu như mày không dọa ma bố mày thì bố mày đớp được con Xoan từ lâu rồi. Mày em ở đâu mà húp múc nhau đi. Cho nó vui. Mày làm thao hả? Mày làm thao thằng tôi mày đâu đấy hả? Mày làm thao cái thằng vẩu kia. Mày còn xui chúng nó múc nhau. Bảo sao cả lũ chúng mày đều là một cái lũ ế vợ. Bây giờ thế này nhá, tất cả chúng mày phải đoàn kết yêu quý nhau như anh em trong nhà, như thế mới có thể giữ được cái làng. Chúng mày hiểu chưa? Nó bây giờ chúng mày thống kê lại tất cả cho tao, còn bao nhiêu gái làng và đứa nào cần tu tạ và bảo vệ. Dạ, báo cáo đại ca. Xóm chùa hiện có con Hằng nhưng giờ nó đã có thằng khác sơi ạ. Một, con Lê nó mới dậy thì thầy U nó cũng hay chê trai làng. Hai, xóm đình có mỗi con Hồng, trông thì to khỏe nhưng mông không tròn. Ba, xóm ngoài có đấu mà nan, đêm không chịu ngủ, na nan can ngồi, con này bị điên ạ. Điên, bỏ qua. Tống buồn nhỉ ông? Ông đánh đố rồi đấy à? Cứ coi như con vô hình của thằng này vừa nói là con thứ tư. Tiếp. Xóm ba còn mỗi con Vui, nhưng mà nó cũng thích thằng ô tô ạ. Con Vui ở cạnh nhà em, hôm nọ em thấy mấy thằng mon men, nó còn đi cả xe con, đêm nọ nó phóng đến nhà em khoe. Tông môn nhà cái thằng mồm loe, mồm thì đã vẩu lại hay nói nhiều. Nói ra đi bọn tôi. Tóm lại, mày có thích con Vui không? Trông nó ngọt nước như thế, thằng nào mà chả thích. Tao cho mày chính thức bảo vệ nó. Chết. Không ổn đại ca. Ông già em ấy lại vừa phang thằng bố nó, té có máu đầu rồi. Thế nó mẹ ông lè. Thế mày nhường ngó cho tao nhé. Đại ca ơi, đại ca cho em bảo vệ con này ạ. Thế thì mày để con Thoan cho tao toàn quyền chăm sóc luôn. Dạ, báo cáo đại ca, ở xóm mình có 5 đứa đến tuổi dậy thì rồi, nhưng mà phải 1 tháng nữa mới đến tuổi lấy chồng. Thế mình có phải bảo vệ luôn không ạ? Để cho tất cả chúng mày không thằng nào phải ế vợ, bất cứ con nào hễ mở mắt ra phải có phương án bảo vệ ngay. Đó chưa? Đó. Vụ phá đám cưới con nụ ấy, chỉ là mưu hèn kế bẩn. Cùng lắm anh em mình phải làm. Thú thực, chẳng qua do anh em mình ít chữ, hay còn gọi là vô học. Chính vì thế cho nên mình phải xử sự là người có trí thức. Như thế trai phố nó mới nể, nó mới không vào đây tán gái làng mình. Các cậu hiểu chưa? Hiểu. Chúng mày có hiểu cái khối ấy. Ý đại ca là nói túm lại là anh em mình là vô học. Nhưng mà mình phải ứng xử mình là người có học. Đúng. Thế thì với cái bọn trai phố nó nhục. Đại ca nhỉ? Đúng. Đại ca ơi, phải đi xem Phan Tuấn Rồng lại xuất hiện nhà con Xoan ạ. Thằng nào vừa mới đăng ký con Xoan nhỉ? Tao. Em. Thế thì mày phải bảo vệ nó ngay. Cứ đúng quy trình mà làm. Dạ, vâng ạ. Đi nhanh lên còn gì nữa. Đại Nga mà nói quy trình nó là cái gì ạ? Quy trình cái tông môn nhà mày ấy. Quy trình cái tông môn nhà mày ấy. Em hiểu rồi, em đi luôn. Ôi trời đi làm về các em. Đã nói ai con Lụ ấy, đấy là thằng chồng như thế chính dạy sướng cả một đời. Đúng rồi đấy này, cái con còi cọc nấm lùn như thế có khi xấu lại sướng mày nhở. Này chẳng bố chị em chúng mình chân dài thế này mà số lại hẩm hiu. Tao thấy chính ra con Lụ ấy nó mà lấy thằng nào hấp ấy kéo lại hại nhở. Chào các kiều nữ trên đất, cho anh bắt tay các em một cái.
Chịu khó đấy chú mày. Cho tao xin lỗi nhá. Bạn trai mới à? Gia cảnh thế nào? Phấn khích thế. Nhà mặt phố, bố làm to. Con nhà thiếu gia có điều kiện. Được chưa? Con này thay da như thay áo. Mày bỏ thằng Tuyên công chuyện gì à? Tưởng mày với thằng Tuyên làm lễ đi lại thôi cơ mà. Ui giời, mấy giờ rồi mà còn giữ của nợi thế hả bà? Mở mắt to ra mà nhìn đám cưới nhà con nụ cái kìa. Chỉ vì thằng ngao hấp mà nhà trai nhà gái chém nhau như chém chả. Ừ, nhưng mà nó cưới được con nhà giàu mẹ. Mà chúng mày đừng có nhắc đến cái bọn trai làng nữa đi. Toàn lũ cám hấp, công việc thì không có, mà lúc nào cũng tiền chẳng là cái gì. Đúng rồi đấy chúng mày ạ. Nhìn thấy đám trai làng á, tao thấy buồn nôn. Này, mày bảo bạn trai mày giới thiệu cho mấy con ấy bọn tao đi. Yên tâm, tao quen toàn bọn đẹp trai con nhà giàu. À chúng mày, con Soan ấy mới tạo được một anh giai phố hơi bị hoành tráng. Cho hôn hôm trước, hôm sau tặng ngay cái iPhone. Ui giời, tao lạ chó thì cái thằng cứa. Nhà nó bán giao trên phố huyện kia kìa. Chém đừng hỏi, riêng anh bạn tao đấy à, hồi xong phát tặng ngay cái ô tô để. Thật á? Yên tâm, tao quen toàn bọn công tử đẹp trai con nhà giàu. Mày lại thích gái ngoan rồi nhá. Ngoan thì bọn tao có thừa, nhưng bọn ê chồng đây này. Đúng rồi đấy. Riêng cứ xinh, ngu, ngoan thì cả nhà chúng nó đều thích. Ngoan ý, thì cái gì mà chả có. À, đồng môn cái thằng Johnny Phan Tôn Đồng này, mày đã đến ngáng mặt ông à. Con chó này, riêng con chó này nhá. À, đây rồi. Ôi trời ơi. Phan Tôn Đồng. Phan Tôn Đồng. Tông môn cái nhà này mới tậu được một em SG nhìn xinh gái như hot girl. Con chàng kia, mày có dám đấu khẩu với tao không? Chết chưa, con anh con? Tưởng à. Này, tao nói đùa đi thôi. Hôm nay tao mang con cá lên biếu lão sứ. Mày cứ cho tao vào, kiểu gì mày chả được bộ thương. Nhá, tao vào, nè. Ôi cái chúng tôi tẩy hồn dân bằng chó ta. Bảo ăn phát này, im bặt luôn. Bây giờ bố mày thách cả nhà mày đỡ bố đấy. Nè, mày đi, ngồi mày đi. Nè, nè. Ôi trời, tao đùa mày nữa. Không cần cả nhà đó, mình tao là đớp được rồi. Cháu chào bác Trần Tổng Thứ ạ. Phan thế nào? Phan phán gì? Anh vừa nãy chửi vào mặt tôi, hỏi con Phan làm gì? Bác một người, cháu sắp làm con đẻ bác đến nơi rồi. Ai cháu đi chửi bác? Cháu chửi là cháu chửi cái con có cắn tàn ấy. Con chó cạch bằng sứ, làm sao mà nó chửi được anh? Con chó thứ à? Con chó thứ, con chó thứ. Này, tổng môn cái con chó thứ nó thủa như thật ý. À, tổng môn cái thằng này mày lại với ông là con chó rồi. Chó này, con cá chó này rồi đến biểu bác đây. Tổng môn nhà anh cút vào trong này. Bạn trong này làm gì ạ? Vào trong nhà uống nước hút thuốc tâm sự. Ơ nhỉ, ôi dồi ôi, quyền tình cắn câu nữa đấy. Ôi dồi ôi, ôi dồi. Vớ vẩn, cái xe hôm ấy là xe màu đen, còn cái xe của tao là màu vàng.
Mà này, cái xe này là vợ tao vừa gửi mà lại về đấy. Cái xe này chỉ giống thôi chứ không phải đâu. Thế chúng mày đi tắm suối đi vào. Này, ở ngoài suối là nhiều rắn rết mà trơn lắm đấy nhá. À, hay là rủ cái bọn dỗi hơi kia đi tắm cùng. Này, nếu có vấn đề gì nó còn bảo vệ. Cớm, xin chú. Tuổi gì? Cầm lấy. Bao tiền chú gửi chú? 200.000. Ừ. Này, đi tắm suối cẩn thận nhá. Đi nha. Nhá. Đi nha, có người kia là phải khao đấy nhá. Ok, ăn. Tao ăn nhá. Chúng mày ơi. Tông vô là chúng mày. Bảo sao chả hết vợ. Nhìn thấy gái ngồi cứ đực ấy, như chó ngồi xem tát ao ấy. Đại ca ơi. Chúng nó ngon quá. Bọn em không nói thành lời ạ. À, mà nhất là cái thằng mắt nổ mắt xịt này. Nhìn gái mà mắt đảo như ngan con. Mẹ bốt trong vùng cái đám gái làng mình xong nhìn có nạo phấn khởi mày như cu gạch. Này, lần sau chúng mày muốn nhìn gái ấy, thì nhìn thẳng vào mắt nó mà tống tình như thế nó mới có học. Đằng này cứ nhìn vào cái chỗ phấn khởi của nó như thế thì làm gì mà nó chẳng ghét. Ý đại ca ấy là bảo chúng mày lần sau nhìn gái ấy, này mày nhìn cho song phẳng. Đại ca nhỉ. Ca cái tông một nhà mày à, đi theo bảo vệ nó luôn đi. Đã. Khoan. Cái thằng Eto đến rồi. Này, điểm danh 5 thằng, vũ khí đầy đủ, bảo vệ đám con gái. Còn tất cả chúng mày ở lại với tao để chiến đấu với thằng Eto ấy. Đó. Mà thứ này, ta hiểu em Thoan em tắm táp kỳ gọ kiểu gì mà mai giả thì đàn rốt hết cả luật. Anh đi mà hỏi nó. Anh hỏi tôi biết hỏi ai. Cảm ơn ạ. Này anh kia. Dạ. Anh đi đâu đấy? Thì cháu vào cháu hỏi xem em Thoan tắm táp bao giờ mới xong. Anh ngồi xuống đây. Mắt buồn cười thật. Quan điểm lập trường cá nhất quán thì bữa mới đồng ý là cho đi tham quan. Bây giờ lại. Này, anh đừng có dở cái trò mất dạy ra ở nhà tôi đấy nhá. Có bác dở mặt thì có. Chết. Hai bác cháu có chuyện gì mà to tiếng thế hả? Ồ, có chuyện gì đâu. À, bọn anh. À, chết. Hai thằng. À, hai bác cháu. Đang bàn nhau về cái chuyện suy thoái đất cát ấy mà. Mà còn cá ngon quá cơ. Cái gì nữa? Nhân tiện hôm nay nhà có khách, mày ở lại ăn cơm với hai bác cho nó vui. Thế là đúng quy định rồi đấy. Riêng cái gì như ăn uống thì cháu ở đến đêm. Này, bà xem cái thằng bạn con Xoan nó ở đâu. Bảo nó vào nhà nghỉ ngơi cho đỡ mệt. Này. Ngao này. Thế ông Ngán bà Ngẩm đấy có khỏe không? Ôi đàn ông thì bác trước đây thấy u cháu hay toảng nâu thì cháu còn phân định được ai khỏe anh yếu. Bây giờ thấy yên lặng lắm. Có khả năng thấp đi. Cái thằng này. Thế thì ông bà bên đấy cấy hái có được nhiều không? Ôi dồi ôi, cấy hái làm cái gì cho nó buồn. Cháu đang động viên thầy u cháu là bán hết luôn đi để lấy tiền cho cháu cưới vợ. Nhưng mà ông bà không đồng ý. Ngàn năm. Thế à? Mà này bác ơi. Hả? Vừa nãy cháu thấy bác Thứ bác ấy nói là có cái thằng ôn bạn của con Thoan. Nó là thằng nào? À thì nó đang tìm hiểu nhau hay sao ấy. Trời. Hai bác tháo khoán em Thoan lúc nào mà chả thèm thông báo cho một câu để cháu con hiểu với. Này, thế cái thằng ôn bạn của em Thoan nó đã hiểu được Thoan chưa? Ừ thì vẫn đang tìm hiểu đấy. Thế mà hiểu được chưa làm sao tao biết được. Theo cháu thì như thế này. Châu ta ăn cỏ đồng ta. Tớ ăn đồng người. Nó ngặn chết tươi. Này thằng kia, mày vừa phụt cái gì ở mồm ra đấy. Thì ông bình tĩnh. Dạ, ý nhân văn của cháu là ta về ta tắm ao ta. Nếu mà chết tươi, có thằng bữa đây cố tình đi tắm ao người. Nếu mà chết tươi, có mặt tiếp rồi. Tông một cái thằng này. Tao không chịu được mày nữa. Ở rồi đấy ông ơi. Cái thằng này ấy, nó thô lỗ giống ông Ngán bà Ngẩm nhà nó. Chứ ông chấp nó làm gì. Còn nhà ăn nói thì cục cằn thô lỗ. Mất dạy. Bác nói chuẩn đấy. Nhà cháu đi thô nhưng rất thật. Gia đình cháu là fan cuồng của câu thơ Hà thô lỗ một cách công khai còn hơn Thảo Mai một cách kinh tởm. Hai bác hiểu. Bác đang hiểu như ta đây. Mạnh đá đi. Hiểu làm sao được. Cháu mà đã tươi chứ ấy, thì những người yên học không hiểu được đâu. Chỉ có nhìn nhau thôi. Tùng một cái thằng mất dạy này. Ông ơi. Mày. Ôi, tôi xin ông. Em à,
cởi cái khăn ra cho nó thoáng. Anh đang nói chuyện với U em, cái thằng ta này nó cứ nhảy vào, nó ngáo mạc, nó còn định đánh anh, mực không chịu nữa. Mày, mày, tao mua nhà mày. Ô kìa, U đó, tao mua nhà mày. Tiện tôi rồi, ôi rồi, ôi tiện tôi rồi, ôi 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 r